Tập phát sóng tuần này, mời quý vị khán giả theo chân chương trình Khát vọng mùa vàng đến với thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh để gặp gỡ anh Trần Thái Bảo, người nông dân thành công với mô hình trồng rau thủy canh. Anh Bảo chia sẻ, mục đích ban đầu tìm hiểu mô hình này là để phục vụ cho gia đình và sau đó nhận thấy nhu cầu sử dụng rau sạch ngày càng tăng cao. Anh Thái Bảo bắt đầu nghiên cứu và phát triển mô hình trồng rau thủy canh với quy mô lớn. Anh thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Green Farm Trà Vinh với mong muốn hỗ trợ nông dân địa phương có thể tiếp cận với kỹ thuật canh tác mới, và cũng từ mô hình này đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho bà con. Với tâm huyết và sự nỗ lực của anh Thái Bảo, các sản phẩm của Green Farm Trà Vinh đã được trao giấy chứng nhận OCOP vào năm 2022. Câu chuyện khởi nghiệp với mô hình trồng rau theo phương pháp thủy canh sẽ được anh Trần Thái Bảo chia sẻ tại chương trình Khát vọng mùa vàng được phát sóng vào lúc 19h15 phút thứ tư ngày 27 tháng 9 năm 2023 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.